Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1-800-NEW-DOCTOR hoặc 714-898-0765. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng của Đài Lưu Sài Gòn TV, phát hình hàng tuần vào mỗi chiều thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ. Và thưa quý vị, như thường lệ, đây là một chương trình trực tiếp truyền hình nên bất cứ lúc nào quý vị có thể gọi vào số 714-893-3264. Tôi xin nhắc lại số 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe, liên quan đến y tế và những thuốc các vị đang quý vị đang dùng. Và thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi hân hạnh có được bác sĩ David Đặng. Xin kính chào bác sĩ David Đặng. Dạ, kính chào bác sĩ Toán và kính chào quý vị. Đại diện những năm tôi là bác sĩ David Đặng, chuyên khoa về phong thấp và đau nhức, chuyên khoa về rheumatology. Vâng, thưa quý vị, thì như bác sĩ Đặng đã đến chúng ta đã nhiều lần và hôm nay thì chúng tôi khuyến khích quý vị gọi vào đặt những câu hỏi liên quan đến chuyên môn của bác sĩ Đặng. Dạ đúng. Thì bữa nay thì mình tới đây nói chuyện với là bệnh nhân về mấy cái bệnh chuyên khoa về rheumatology. Thì trong mấy cái bệnh mà mình thấy thường xuyên nhất ở trong cái phòng mạch đó là một cái bệnh gọi là lupus. Thì cái bệnh lupus thì nó là một cái bệnh, nó là cái chất đề kháng ảnh hưởng vô cái bộ phận của người bệnh nhân. Nó là một cái bệnh kinh niên mà thường thường á, thì người ta thấy là cái bệnh này á, trong nước Mỹ á, thì khoảng chừng 1 trong 1.000 người bị cái bệnh này thì có những 0.1%. Wow, rất là nhiều. Tuy nhiên thì trước khi bác sĩ Đặng nói tiếp về cái bệnh lupus thì có một khán giả gọi vào. Xin khán giả cho biết tuổi, ở đâu và câu hỏi. Alo. Dạ thưa ông. Alo, dạ tôi năm nay 32 tuổi á. Dạ ông cứ nói. Dạ. Alo, xin hỏi bác sĩ Đức, mình là bệnh nhân của bác sĩ Đức Đặng á. Wow. Xin ông hỏi câu câu gì ông cần. Dạ, muốn hỏi bác sĩ kết thúc viên 80 á, muốn hỏi sự viên 80 á, mình muốn ban ngày rồi mình muốn buổi tối được không bác sĩ? Trước khi ông thì xin ông cho biết trước bệnh đó là bệnh gì trước, phải phải không? Dạ. Rồi thuốc gì bác sĩ Đặng mới trả lời được chứ phải không? Dạ đúng rồi, thuốc của bác trai uống là thuốc nào vậy? Cái viên 80 á. Viên 80. Dạ, xin cho biết bác trai biết cái bệnh bác trai là đang bị bệnh gì vậy, tại vì cháu cũng không biết là bác bị bệnh gì mà không biết uống thuốc gì. Bệnh gout. Oh, gout. Okay. Okay. 80 là chữ uric. I guess 80 uric. Đúng rồi. Thì cái thuốc uric là một cái thuốc nó để cho trị cái bệnh gout. Thì cái thuốc này thì bác trai nên uống mỗi ngày, cái người bệnh nhân nên uống mỗi ngày là tại nó sẽ giảm cái chất uric acid xuống. Thường thường mấy cái thuốc này nó để dành cho mấy người nào mà đã bị yếu thận rồi. Thì thường thường mấy người mà đang bị gout thì thường thường ta uống cái thuốc allopurinol. Nhưng mà ngược lại cái thuốc allopurinol có khi nó sẽ ảnh hưởng cái thận á. À vậy hả? Mình uống cho nó đem cái máu xuống á, mà mình uống ban ngày, gì cỡ ban tối được không? Em muốn hỏi gì bác sĩ? Cái thuốc dù lối thì uống lúc nào cũng được hết trơn, ban ngày, ban đêm gì cũng được, miễn chỉ là một ngày uống một viên là được rồi. Uống trong khi ăn được không? Hay là uống khác trong sau bữa ăn? Cũng được luôn. Lúc nào cũng được, anytime. Anytime, dạ. Không, vậy là mình uống ban ngày, uống ban tối được luôn hả bác sĩ? Đúng, miễn chỉ một ngày một viên thôi nha. Một ngày một viên thôi, dạ, ok, rồi. Okay. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Trở lại cái vấn đề lupus erythematosus đó thì đây là bệnh tổng quát phải không? Nó ác tắc tất cả mọi bộ phận trong người phải không bác sĩ Đặng? Dạ đúng. Cái bệnh lupus là một cái bệnh phong thấp mà có thể ảnh hưởng tất cả bộ phận trong cái người bệnh nhân, ảnh hưởng về tim, có thể ảnh hưởng về thận, có thể ảnh hưởng về máu hay về phổi. Cái bệnh này là tại cái chất đề kháng của cái người bệnh nhân đang bị cái bệnh lupus đó, nó tấn công, nó phá loạn mấy cái bộ phận của người bệnh nhân. Tuy nhiên thì nếu mà cái cách trị của cái này thì mình phải làm sao mình giảm cái chất đề kháng này xuống, là mình phải cần uống mấy cái thuốc mà nó làm cho chống lại cái chất đề kháng của người bệnh nhân, tại cái chất đề kháng này nó sẽ phá cái người bệnh nhân. Bây giờ nói thêm về cái bệnh lupus, tại mình vẫn còn thấy thì giờ cứ nói. Thì
cái bệnh này á, thì thường thường đàn bà ảnh hưởng nhiều hơn người đàn ông. À, đàn bà so sánh người đàn ông thì gần 10 người đàn bà thì có chừng một người đàn ông bị. Nhưng mà nếu mà người đàn ông bị thì thường thường ta bị nặng hơn. Ta bị nặng hơn là tại sao? Cái chất đề kháng người đàn ông nó mạnh hơn, nó làm cho nếu mình đang bị cái bệnh lupus á, thường thường ta bị ảnh hưởng thận, ảnh hưởng về phổi và ảnh hưởng về tim nhiều hơn người đàn bà. Đàn bà thì người ta bị đau nhức nhiều hơn, người ta bị khô miệng, người ta bị lỡ mày đai, người ta bị mệt mỏi. Còn nếu người ăn mà bị cái này thì có thể nó ảnh hưởng vô cái bộ phận của người ta nhiều hơn. Và nếu mà nói về mà cái cách trị cái bệnh này thì trước hết mình phải cần hiểu biết cái đời sống của người bệnh nhân, là cái lifestyle của họ. Thì nếu mà người nào đang hút thuốc lá thì bệnh nhân phải nên bỏ thuốc lá. Nếu mà cái tác ăn uống thì bệnh nhân là lúc mà hỏi cái cách ăn uống người ta sao, thì chúng tôi thấy là nếu mà bệnh nhân mà ăn uống mà cái đồ ăn mà nhiều chất antioxidant á, giống như là ăn cá hay là ăn rau cải nhiều hay ăn trái cây nhiều á, thì nó sẽ giúp cho cái bệnh lupus. Mà người nào mà ăn mấy cái đồ ăn mà có nhiều animal fat, là ăn nhiều mỡ á, thì có thể nó hại hơn. Ăn thịt bò nhiều, mấy người mà Mỹ thì mình thấy ít hơn, nhưng mà có cái chuyện đó là nếu mà người nào mà ăn đồ biển nhiều giống như là tôm cua thì người ta bị bệnh, cái bệnh này nó sẽ tăng lên trong cái người bệnh nhân. Nói về thêm nữa về vaccination đó, là tại cái bệnh lupus nó ảnh hưởng về cái chất đề kháng á, thì chúng tôi khuyến khích là bệnh nhân phải cần chích ngừa. Chích ngừa như là flu shot recommended every year, chích ngừa về pneumonia shot every 5 years or 10 years. Mấy xương phổi. Mấy xương phổi, dạ đúng rồi. Thường thường thì bệnh nhân mà không có bị mấy cái bệnh về chất đề kháng thì người ta chích ngừa every 10 years. Và nếu mà đang bị mấy cái chất mà mấy cái bệnh mà nó làm cho cái chất đề kháng nó yếu đi thì mình recommend là 5 years, every 5 years chích ngừa xương phổi. Sau đó khi chích ngừa hepatitis B. Còn nói thêm nữa đó là cái mấy cái thuốc mà có thể làm gây cái bệnh lupus á, thì có mấy cái thuốc giống như là procainamide, là mấy cái thuốc nó ảnh hưởng về tim, hoặc là mấy thuốc mà đang trị lao là giống isoniazid, có khi nó làm cho bệnh nhân bị lupus, nó gọi là drug induced lupus. Mấy cái thuốc phenytoin là thuốc anti seizure, là mấy thuốc giật kinh phong, có khi nó làm cho bệnh nhân bị lupus. Thì nếu mà bệnh nhân nào đang bị lupus mà đang vẫn uống thuốc này á, thì có thể nói chuyện với bác sĩ của họ để cho mình đổi thuốc, để cho giảm cái tỷ lệ để cái bệnh lupus này xuống. Bác sĩ xin lỗi, bác sĩ Đặng mới nói là bây giờ vấn đề mà đồ ăn và thuốc uống, giờ mình uống rượu thì sao, bia rượu thì mình sao? Very good question. Cái bia rượu đó thì người ta thấy đó là nếu mà uống in moderation, it's actually giúp cái lupus. Nó actually modulate cái lupus, nó giúp cho cái giảm xuống cái chất đề kháng. Nhưng mà nếu mà thì toàn có biết, nếu mà uống nhiều á, thì of course mình bị ảnh hưởng gan, thì ảnh hưởng nhiều tới tim, alcoholic endomyopathy, cardiomyopathy. Nhưng mà nếu mà uống ít á, thì no problem. Uống ít là bao nhiêu? Bao nhiêu mà? Chắc là một ngày một ly đại khái vậy thôi. Uống in moderation thì cái số lượng thì chắc là nó chỉ nói là in moderation thôi, nhưng mà một ngày một ly chắc là mình vẫn là an toàn. Nhưng mà mấy người mà giống như uống kiểu mà binge drinking thì không nên. Hoặc và of course nếu mà uống rượu thì mình phải theo dõi cái gan, cái thận là khá vậy ha. Nói về mà cái cách trị cái bệnh á, thì quý vị biết là mấy cái bệnh lupus thì người ta hay bắt đầu uống cái thuốc cortisone để trị cái acute phase của cái bệnh này. Thì trước hết á, là cái thuốc này nếu mà uống một thời gian ngắn á, thì no problem. Nhưng mà nếu bệnh nhân là phải cần uống lâu dài á, thì cái thuốc này rất là hại, tại nó nhiều, rất là nhiều side effect. Mấy cái side effect nó làm cho là võng xương, có khi nó làm cho mình bị tiểu đường, đau tim, yếu, đau bao tử, hoặc ảnh hưởng về mắt. Thì mấy cái phản phụ này á, long term nó không có, nó đại khái là nếu mà uống long term thì mấy cái phản ứng này nó hại hơn là cái thuốc nó sẽ giúp. Hình như người nào mà phải cần uống mấy cái thuốc này thì nên đổi qua mấy cái thuốc khác. Thì thường thường bệnh nhân mà đi theo chuyên khoa, mấy bác sĩ chuyên khoa đó, thì người ta sẽ đổi cho bệnh nhân chơi lại một cái thuốc khác. Thưa bác sĩ Đặng, thì bây giờ bác sĩ Đặng nói về cái thuốc mà prednisone, thường thường là nó chỉ trị cái symptom, cái triệu chứng thì chứ nó không có trị cái bệnh, hay nó trị được cái bệnh không? Nó trị được cái bệnh nhưng mà nó cũng là rất là yếu. Nó là anti-inflammatory, là nó sẽ giúp giảm sưng. Giảm sưng.
của người bệnh nhân, nhưng mà thường thường nó không có tới mà tới cái mức mà mình nó chặn được cái bệnh, nó chỉ trị được một tới một mức nào đó thôi. Tuy nhiên mấy người mà bị rất là nặng thì người ta dùng cái lượng prednisone rất là cao, chứ thì tới 1000 mg mỗi ngày. Nhưng mà thường thường mấy cái này nó gọi là prednisone bolus, sonimetro bolus, thì chỉ dùng được 3 ngày thôi. Xin lỗi bác sĩ, trên đường dây tôi có một khán giả, xin cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Tôi thì 62 tuổi, tôi không có vấn đề hết, nhưng mà tôi muốn đặt cái câu hỏi là hiện nay chồng tôi để ý là ông ấy đang cai thuốc. Cái thuốc mà tôi thấy ông ấy hút cái loại gì đó, tức là EC đó thưa bác sĩ. Bây giờ này xin lỗi bà nha. Tôi muốn biết cái EC đó là tính chất nó như thế nào, nó có hại cho sức khỏe hay không. Rồi. Và xin lỗi bà. Bây giờ về sau hay không, hay là tốt nhất là không nên dùng cái đó để cai thuốc. Vâng, xin lỗi bà, bây giờ mình nói chuyện off air nha, tại vì đây phần đầu của chúng ta nên xin tạm gián đoạn dành phần quảng cáo cho những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Tuy nhiên chúng tôi tiếp tục nói chuyện với quý vị off air, bà đừng có bà giữ đường dây nha bà, dù rằng là off air, dạ. Nói trực tiếp. Dạ.